chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đã dẫn miền Nam xuống bờ vực thẳm, người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hạp hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả, hay họ phải xuyên rừng vượt núi, bỏ xác trong rừng sâu vực thẳm. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển hoặc bằng đường bộ vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên kinh hoàng. Hai vợ chồng của anh chị Hồng Cấm Đắc và Nguyễn Thị Hằng Nga vốn là thuyền nhân vượt biên từ Sóc Trăng đến trại Ga Lăng của Indonesia năm 1990. Ở đó 6 năm thì bị cưỡng bức về Việt Nam tháng 7 năm 1996. Sau đó, với vợ chồng tìm kiếm người hồi hương cùng cảnh, mua tàu lớn để tiếp tục chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do lần hai, nhưng tất cả đều sợ biển băng. Cuối cùng chỉ có đôi vợ chồng dốc hết tiền mua được một chiếc ghe nhỏ xíu, dài 8m5, rộng 1m7, rồi bí mật hai người lên ghe vượt biên lần hai, tìm tự do vào năm 2000. Lần này thì chuyến đi dài và nguy hiểm hơn, vượt đại dương qua vùng nước xoáy, vượt qua đá ngầm, vượt qua giông bão. Sau 3 tháng hải hành gian nguy thì đôi vợ chồng đã đến được Úc Châu, lại bị sợi di trú thanh lọc và đánh rớt như hồi lần đầu vượt biên, và có nguy cơ bị cưỡng bức về lại với chế độ cộng sản. Luật sư đã can thiệp và đưa ra tòa án liên bang Úc Châu câu chuyện có tiêu đề Chuyện vượt biên kinh hoàng, tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, viết từ trạm giam Pasteur Port Augusta của Bộ Di trú Úc. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 6. Tiếng gọi tự thần. Ngay lúc này, chúng tôi chỉ mong dời tàu đến được hẻm trụ kế bên, nhưng đó là một việc không đơn giản dễ dàng. Từ hôm chúng tôi đi trong lòng họng đến nay, sóng gió ở nơi này là dữ dội hơn nhất. Khắp nơi đều là thứ sóng sùi sùi đen ngòm, nó cứ phụng lên khắp nơi như muôn ngàn cái vòi bạch tuộc màu đen. Hết lớp này đến lớp khác, với tác dụng duy nhất là hút tàu của chúng tôi xuống đáy biển. Thật là kinh hoàng quá đỗi. Lúc chạy vào được hẻm núi này, hai vợ chồng tôi nhìn nhau khóc, không nói nên lời. Chúng tôi định nghỉ lại đây vài ngày để dưỡng máy. Tàu chúng tôi chỉ một máy nhỏ, mà chạy trong lòng hầm luôn luôn phải chạy hết tốc lực. Cả con người chúng tôi nữa cũng đã quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Sống ở ngoài khơi hiền hay dữ thường thay đổi theo con nước, theo thời gian và thời tiết, nhưng sống ở trong lòng hầm thì không bao giờ thay đổi. Lúc nào màu nước cũng đen ngòm, sụn tâm và hung hiểm vô cùng. Cho nên chúng tôi phải tính toán thật kỹ từng giờ di chuyển để kịp đến con hẻm trú ngụ kế tiếp.
Nhưng bây giờ vì thấy sợ căn nhà quái dị kia nên chúng tôi phải ra đi ngoài dự tính. Đường đi đến Úc còn phải bao nhiêu cái hòng biển nữa. Nếu Chúa cho chúng tôi ra khỏi hòng biển này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên và tự hứa sẽ không bao giờ đi tàu vào lòng bất kỳ hòng biển nào nữa. Chúng tôi đúng là thủy thủ dở nhất thế giới nên mới cho tàu đi vào lòng hòng này. Nhưng biết có còn dịp nào khác để mà sửa sai không? Chúng tôi nhìn nhau mà nước mắt đầm đìa. Đã ba lần chúng tôi cho tàu chạy ra khỏi hẻm núi, nhưng thật là kinh hoàng. Con tàu phải vật vã ngã nghiêng với sóng dữ đến kiệt sức mới quay trở về lại được với chính nơi xuất phát. Cả ba lần tàu đều đi chưa được xa thì cách cửa hẻm núi có một đoạn. Vậy mà để đưa ngược con tàu trở lại phải bao nhiêu lần suýt chết, thật vô cùng khó khăn. Bây giờ chúng tôi đậu tàu ngay gần cửa hẹp để nhìn ra mà canh sóng, nhìn mặt biển ngoài hòng sụt bọt lụp bụp, số nhau từng lớp sóng đen ngòm. Tôi thấy chóng mặt, muốn chết phức cho rồi. Tôi nghe mệt lừ nhưng vẫn ráng đọc kinh. Nhớ lại ngày còn ở đảo Ga Lăng, trong nỗi tuyệt vọng tôi đã có ý định nhảy xuống biển tự tử, không còn muốn trở về với Việt Nam sống với cộng sản. Nhưng rồi cuối cùng giữa sống và chết, con người yếu đuối của chúng ta vẫn phải chọn cái sống, dù biết là trước mặt còn đầy dậy những chông gai. Chúng tôi đã trở về Việt Nam để rồi sau 5 năm sau vượt biên tìm lại vùng biển Indo mà chết. Có lẽ rồi tôi phải chết dưới lòng biển Indo đúng như lời thề năm xưa. Tôi bằng lòng chấp nhận cái chết, nhưng xin được chết ngoài biển khơi, nơi có màu nước trong xanh. Không thích chết trong cái hòng biển đen ngòm này. Nếu phải chết nơi đây, hồn tôi chắc không thể nào siêu thoát được. Tôi đọc kinh và nước mắt cứ tuôn xuống như mưa. Đến 4 giờ chiều, sóng dịu lại. Tôi giật mình khi chồng tôi cho tăng tốc độ máy tàu. Tôi bỗng la to, anh muốn đi bây giờ hay sao? Giờ này đã quá muộn để chúng ta ra đi. Hay là cứ neo tàu trú đợi ở đây, chờ đến sáng bằng mọi giá mình cũng đi. Nhưng chồng tôi cương quyết, phải đi ngay thôi em à. Anh vừa nói vừa nhìn về phía ngôi nhà nằm sâu trong đáy hẻm. Dù chồng tôi không nói ra, nhưng tôi đọc được ý nghĩ trong ánh mắt và sự lo lắng lộ lên khuôn mặt của anh. Nếu có bị lật tàu chết còn dễ chịu hơn là bị bọn cướp làm nhục. Tôi thử nói vớt vát với lý do, em nghĩ rằng trong căn nhà đó không có người, chắc họ đi vắng cả rồi. Mình cứ trú ở đây đêm nay, biết đâu chủ nhân nhà đó đi vắng mấy ngày không về. Cứ ngủ lại, tàu nổ máy chạy chậm chậm, nếu có biết đóng thì giọt liền. Chồng tôi lắc đầu, chạy đi đâu, ban ngày ra ngoài không được. Cả ba lần chạy ra rồi trối chết vào lại đây, hại hùng như thế này mà em còn đòi đi ban đêm. Thật ra tôi hiểu rõ điều đó, nhưng vì không muốn cho tàu đi ngay lúc này nên cố nói với chồng vậy thôi. Chết ở đâu cũng là chết, tôi cứ đành liều vậy. Khi tàu chúng tôi ra bên ngoài, mới ngay tại nơi đầu hẻm núi, sóng lại nổi lên đùng đùng như con thú dữ bị thương đang vùng vẫy. Chồng tôi lạc giọng la lên, không thể nào đi được em ơi. Tôi rạng lại hết sức nói, cho tàu về lại chỗ cũ đi anh. Nhưng con tàu không thể nào quay lại được chỗ cũ, cũng không thể đi ra ngoài. Nếu tính khoảng cách thật chính xác
thì con tàu chúng tôi đã cách lối đi vào hẹp, có máy sải tay, nhưng dù máy nổ hết ga, rạn hết sức, vẫn không làm sao đưa tàu vào lại hẹp núi được. Con tàu cứ bị nhồi dập trên sóng, y như bị những con thú dữ tranh nhau xé thịt con mồi. Tôi tưởng tượng ở nơi đây hàng ngàn năm không thể bỗng một con tàu, hôm nay gặp được tàu chúng tôi, nên các vị hà bá đang ra sức tranh nhau cướp mạng sống của chúng tôi. Con người sinh ra không ai tránh khỏi cái chết, nhưng nếu chết và bị hà bá giành giật như thế này thì thiệt là quá hại hùng. Chồng tôi run lên cầm cập, chắc là mình phải chết ở đây thôi em ạ. Anh chỉ rạng hết sức cho con tàu đừng lật ngay bây giờ, chứ không thể cầm cự được lâu. Anh cũng không thể lả cho tàu ra hay vô theo ý muốn của mình được nữa. Em hãy đặt kinh ngay đi, gió mình để đón nhận cái chết. Anh chỉ rạng dự cho em đọc. Vâng, em đọc kinh ngay đây. Tôi trả lời trong nỗi kinh hoàng khôn tả. Lúc này, những lời kinh dọn mình trước khi chết, tôi không sao nhớ nổi. Tôi biết làm sao hơn. Tôi kêu thầm trong nước mắt, Chúa ơi, xin đón lấy linh hồn chúng con trong giờ phục lâm tự này. Con không đọc kinh được, nhưng xin Chúa thương đón những linh hồn chúng con. Một con sóng lớn ập tới, đưa tuốt con tàu của chúng tôi lên cao rồi rớt xuống cái ầm. Tiếp theo một đợt sóng nữa ào tới, con tàu bị chủi xuống, nước tràn vô ào ào. Tôi la thất thanh rồi không biết gì nữa, hồn đã lạc vào hư vô. Rồi chợt nghe mặt mình bỗng rát như có ai đang rưới nước sôi vào mặt, nước vừa nóng vừa cay, nó chạy vào mắt mũi miệng. Nước gì mà lạ vậy? Tôi muốn đưa tay sờ mặt mình để coi là nước gì, nhưng sao lạ lùng thay, tay tôi như hỏa đá, nó cứng ngắc và nặng trĩu, rạn hết sức cũng không thể nào nhấc nổi cánh tay lên. Trời ơi, sao lạ thế này? Trong hoảng hốt, tôi cố nhúc nhích, tôi cố vùng dậy nhưng vô ích. Toàn thân tôi hoàn toàn bất động. Rồi tôi nghe tiếng ai khóc, tiếng khóc lúc xa lúc gần, mơ mơ màng màng. Tôi cố định thần một hồi lâu, bỗng nhận ra đó là tiếng khóc của chồng tôi. Trời ơi, lại còn nghe ai gọi tên tôi nữa chứ? Quỳnh ơi, sao chết bỏ anh? Đi có vợ có chồng, nay em chết đi, bỏ anh lại một mình. Như vậy là tôi đã chết, nhưng chết làm sao còn nghe được tiếng khóc của chồng tôi? Vậy là linh hồn chưa ra khỏi xác. Tôi bảo phải thoát xác ra chứ. Tôi nhắc nhủ linh hồn mình ra đi. Và rồi lập tức người tôi nhẹ hẳn, từ từ bay lên. Nhưng chẳng hiểu sao nó như không thể bay lên cao được. Tôi cứ bay là trên mặt biển, bay thật thấp, nhưng thân không chạm nước. Tôi thấy núi non chung quanh đều vô số những ngọn núi đá cao, thấp, lớn, nhỏ, chen nhau dày đặc trên mặt biển. Có điều lạ lùng là tất cả những núi đó đều di động, lui tới lăng xăng như con rối. Những ngọn núi chạy trên mặt biển vẽ ra trước mắt tôi nhiều cảnh đẹp thần tiên. Tôi bay đến đâu là núi dạt ra mở lối, xong rồi tự khép lại sau lưng tôi như những cánh cửa đóng mở tự động. Tôi cứ bay và bay mãi nhưng vẫn không hết núi. Núi sao mà nhiều núi vậy, không đếm xuể. Chợt nhìn xuống biển thấy con tàu của chúng tôi chao dao trên sóng. Chồng tôi đang chơi với vì một cơn sóng lớn ập tới, nuốt chừng chiếc tàu. Lập tức hai chân tôi hạ xuống quật chặt chồng tôi y như con diều hâu cặp một con gà. Nhưng trời ơi,
chồng tôi sao mà nặng quá, tôi đuối sức không chịu nổi, và cả hai chúng tôi đã rớt xuống biển cái ầm. Lập tức tôi mở tròn mắt ra, tôi đang ở đâu đây? Bóng đêm dày đặc chung quanh, tôi cố mấp máy mà chẳng nói ra lời. Sau một lúc tôi định thần, tôi được biết là mình đang ở trên tàu. Tôi run rẩy trong màn đêm gió lạnh. Thì ra tôi vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng và kỳ lạ. Và sau khi tỉnh lại, tôi nhớ hầu như đầy đủ mọi chi tiết. Nó như là một sự thật nhãn tiền chứ không phải là giấc mơ. Toàn thân tôi đau ê ẩm và đã bị chồng tôi kẹp chặt bằng hai chân. Mặt mũi tôi nọng rát, tôi cua tay đẩy chân chồng tôi ra. Chồng tôi lập tức la lên thật to: "Trời ơi, em đã tỉnh lại rồi, tạ ơn Chúa. Vợ tôi chưa chết, vợ tôi đã sống lại rồi." Thế rồi anh khóc hù hụ thảm thiết. Tôi phì cười: "Anh làm gì mà la hoảng lên?" Rồi lại khóc tức tưởi vậy: "Em chỉ ngủ một giấc thôi mà." "Ngủ?" Chồng tôi la lớn: "Em không phải ngủ đâu. Em đã bị xỉu, xỉu lâu lắm. Suốt từ lúc chiều tối đến bây giờ đã nửa đêm. Anh cứ sợ rằng em đã chết." "Xỉu? Xỉu à?" Tôi không tin tai mình nghe như vậy. Trong đời tôi chưa hề bị xỉu bao giờ. Bác sĩ thường nói cơ thể tôi rất khỏe, tim gan phèo phổi, tất cả đều tốt, và bộ thần kinh cũng rất vực nữa. Bây giờ nghe chồng tôi nói tôi đã bị xỉu, thật tôi không tin được. Nhưng chồng tôi cứ quả quyết là tôi bị xỉu thật. Rồi anh kể lại: "Lúc anh bảo tôi đọc kinh là anh biết sẽ không thoát được ra khỏi khúc biển tử thần này. Nước chảy xiết và sóng lớn quá. Sóng đã lớn mà lại còn xùi bọt ục, thật ghê sợ." Thế rồi đột nhiên tôi bị xỉu, cả hai tay chồng tôi phải ghì chặt tay lái, không còn tay nào để lay tôi tỉnh lại. Nhưng vì sóng hất tôi xuống biển nên anh phải dùng chân bọc chặt lấy thân tôi. Anh nghĩ là tôi đã chết vì gọi mãi mà không thấy tôi tỉnh lại. Anh đã có ý muốn buông tay lái cho tàu chìm luôn, để hai vợ chồng cùng dìu nhau vào một thế giới miên viễn. Nhưng có phép lạ, đúng vào lúc đó thì sóng dịu lại. Chồng tôi muốn chạy vào hẻm núi cũ để lấy tôi tỉnh dậy, nhưng trời đã sụp tối, anh không sao nhìn thấy đường vô nữa. Cặp mắt của chồng tôi vốn dĩ rất kém, suốt hành trình hầu như anh chỉ nhờ vào cặp mắt của tôi. Khi tôi bị xỉu thì anh không còn nhìn thấy đường vào hẻm núi, đành cho tàu chạy đại ra ngoài. Và con tàu chạy mãi cho đến giờ đã quá 12 giờ đêm. Giờ này tàu chúng tôi đã ra khỏi lòng hỏng và đang chạy băng băng ngoài khơi lòng gió. Chẳng cần phải hỏi, thấy chồng tôi hay nhìn vào mặt biển, tôi cũng biết là tàu đang chạy ngoài khơi. Vì chung quanh gió thổi lầm lầm, mà trong lòng hỏng không bao giờ có như vậy. Lòng hỏng là địa ngục. Còn bây giờ chúng tôi đang đi trong gió mát của thiên đường. Nhưng dù gió mát cũng không làm cho da mặt tôi hết phỏng rát. Tôi đã tắp nước trên mặt nhiều lần cũng không thấy đỡ. Vì sau khi giật tóc tôi để lay tôi dậy mà không mang lại kết quả, nên cuối cùng anh đã đổ nguyên một chai dầu xanh lớn vào mặt tôi. Nhờ vậy tôi mới tỉnh lại. Tỉnh táo được một hồi, tôi phải lo đem dầu đổ vào máy. Trời tối đen như mực và sóng lớn. Nhưng theo cách cũ, tôi buộc dây thừng vào người rồi bò lên tàu để đổ dầu vào máy. Lúc trước khi ở Lombok, chúng tôi vì muốn tránh bão nên quyết định đi dọc theo lòng hỏng để qua vùng biển bên này.
Đó là một sự sai lầm lớn khiến chúng tôi phải sống trong cõi chết triền miên suốt mấy ngày qua. Nay thoát khỏi lầm hầm, ra được bên ngoài, sóng gió còn lớn hơn khi còn ở trên biển Lombok. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nguy hiểm nhất là tàu chúng tôi đi trong đêm tối, trời tối đen, dẫu có mắt có thực sản hay có sẵn đèn pha cũng không thể nhìn thấy rõ dãy núi Sumbawa, chỉ thấy lù lù một khối đen lớn. Sumbawa là dãy núi toàn là đá, không cần phải đâm thẳng vào mới chết, chỉ đi gần núi mà tàu đụng phải đá ngầm thôi cũng đủ tiêu đời rồi. Bầu trời đen khịt, nhìn bằng cặp mắt trần như thế này, chúng tôi không thể định chính xác khoảng cách giữa con tàu với dãy núi, cứ nhìn theo độ cấm bắc mà đi. Trong bản đồ, dãy núi bao qua thẳng tắp nên có chạy theo cấm bắc cũng đỡ sợ bị đụng núi. Tàu đi trong gió xuôi, gió đẩy con tàu đi với tốc độ nhanh ghê hồn, dẫu cho bị tắt máy thì tàu cũng bị gió thổi đi phăng phăng. Nhưng nếu máy tắt là tàu sẽ bị mất thăng bằng và bị sóng lực úp ngay lập tức. Phải cho máy nổ để giữ thăng bằng. Những máy được giảm tốc độ không còn chạy nhanh tối đa như lúc còn trong lòng hầm. Chúng tôi rất bận tâm lo cho cái máy, vì khi nó tắt thì hơi thở của chúng tôi cũng sẽ tắt theo, để làm thức ăn cho cá biển. Tàu được gió đẩy đi vùn vụt, chúng tôi vô cùng lo sợ, phóng nhanh thế này thì không mấy chốc sẽ đi qua hết dãy Sumbawa. Nhưng chung quanh chỉ là màu đen, không còn nhận diện được gì nữa, cặp mắt như bị bịt kín. Nếu chúng tôi không chết vì đâm vào đá thì cũng phải chết vì tàu chạy vào trong hỏng phờ lo. Đêm nay sao mà trời tối thế nhỉ? Bao quanh chúng tôi là một màn đêm dày đặc. Ráng mở con mắt thật to, căng cho đến rất khỏe mắt cũng chẳng nhìn được bao xa. Cặp mắt tôi vốn rất sạn, thường làm hoa tiêu chỉ đường cho chồng tôi lại tàu, thế mà bây giờ không sử dụng được. Còn mọi cảnh vật chung quanh đối với chồng tôi chỉ là một khối đen thâm thẳm. Tâm trạng chúng tôi như người đang hấp hối, mà tình trạng này cứ kéo dài thật đáng sợ. Thần kinh căng thẳng, trái tim hồi hộp đập muốn vỡ tung. Tôi có cảm tưởng con tim mình như cái bong bóng đã bị căng hết cỡ, chỉ cần một tác động mạnh là sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 7 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.